cái máy chè củi các bác nhé. Lực ép của máy xẻ củi và cái thông số của nó đây các bác nhé. Điện 220 230 50 Hz này. Công suất 2200W. Cái lực ép của nó là 7 tấn. Còn cái chiều hành trình của nó thì được 520 đây. Là cái đoạn từ đây ra đây được hơn được gọi là được một nửa mét các bác nhé. Các bác nào mình đang quan tâm tới một cái dòng máy chè củi thì các bác mình cứ liên hệ cho em. Máy chè củi